Hello mọi người, hôm nay xin giới thiệu với mọi người một cái loại kem dưỡng của Nhật Bản, kem dưỡng Loy. Kem dưỡng này thì em thấy mọi người sử dụng khá là nhiều thì hôm nay em review cho mọi người. Hiện tại là lọ này đang tặng kèm một cái lọ nhỏ này đây. Đây cái lọ này thì có chiết xuất lô hội, có tác dụng là dưỡng ẩm cho da, tái tạo tế bào ADN, giúp cho da giảm thâm nám sạm. Quan trọng là dưỡng ẩm sâu rất cao, điều trị các mụn viêm sưng giảm và gì hạn chế cái việc mụn thâm sau khi mà bị tổn thương, da bị tổn thương. Thì hôm nay đây luôn cho mọi người dùng thử cái lọ nhỏ xíu này nhá. Ở trên này nó còn có đây. Ôi, mọi người. Đây. Quá. Mày thấp luôn đâu. À đây. Chất kem thơm nha. Bóc luôn to cho mình xem này. Trời ơi. Cái này kia có bên. Ở đây. Ồ, trên này đâu? In hình hoa này. Giờ này có in mã này. Đây, chất kem của nó đây. Đúng là kem cấp ẩm của khác mọi người ơi. Bôi ra, bôi vào cảm thấy da được ẩm luôn này. Kem thơm, kem này rất thơm nha. Da mà khi sang bên này thì da em nó sẽ bị khô, cảm thấy như là thời tiết bên này nó sẽ khô hơn Việt Nam ấy, nên là càng phải cấp ẩm nhiều. Da ai mà khô nứt nẻ, bôi này cực kỳ hợp luôn, giảm nứt nẻ. Đúng là nữ hoàng của cấp ẩm. Khi da mình có đủ độ ẩm mình tăng đàn hồi cho da. Một hộp này là bao nhiêu? Một hộp này 180g này. Dùng thoải mái, trong này có mã QR này. Made in Japan này. Mọi người quét thoải mái luôn. Có gì mọi người inbox cho em nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.